về ký ức tuổi thơ là chúng ta trở về nơi mà mình đã được sinh ra và lớn lên trong vòng tay của mẹ, với bao kỷ niệm đẹp nhất của cuộc đời. Mặc dù có người ở xa, người ở gần, nhưng đến hôm nay chị em đã có mặt đông đủ để cùng nhau chung vui trở về ký ức tuổi thơ, trở về với những lời ru ẩu ơ của mẹ năm xưa, về với thuở nào chơi trâu cắt cỏ, những buổi trưa hè tắm ao, những buổi chiều thả diều trên cánh đồng lúa thẳng cánh cỏ bay, những buổi tối chơi chùa trò chơi ố tìm, bịt mắt bắt dê dưới ánh trăng huyền diệu, vân vân và vân vân. Tất cả đã làm là những ký ức của tuổi thơ mà hôm nay chúng ta lại tìm lại. Để buổi liên hoan của chúng ta thật vui và ý nghĩa, ban tổ chức chia làm hai chương trình. Chương trình thứ nhất là ẩm thực và chương trình thứ hai là chương trình giao lưu văn nghệ buổi tối. Thay mặt toàn thể chị em gái xóm Cổng Đông, em cũng xin chân thành cảm ơn các nhà tài trợ và các anh các chị đã có tấm lòng hảo tâm để tài trợ cho phần liên hoan của chúng ta thêm hoành tráng hơn, và cũng xin được kính chúc các anh các chị luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, bình an và góp phần to lớn để cho cuộc liên hoan của chị em gái xóm Cổng Đông hôm nay được thành công tốt đẹp. Vâng, và bây giờ xin mời tất cả chị em chúng ta sẽ ngồi vào bàn tiệc.